Trại Cô Gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Thì hôm nay em lên cho anh em lô cặp cặp này là nghi máy hết ha, thường thường là hai con máy nha. Đó là để cho anh em giá chỉ có 250 một con ha. Ghi sổ để lấy chuồng làm gì khác nha. Rồi, đầu tiên là sổ rẻ nha. Hai con này là một con sắm bông với một con kem ha. Rồi, con nào cũng 250 ha. 250 con ha. Chim này thì nghi mái ha. Đó. Tiếp theo là con 139. Con này tướng nhỏ thì cũng nghi mái. Nhưng mà để qua chuồng này khả năng nó rồi. Ghi máy luôn, 250 con ha. Con này cũng ghi con trống nè, để xíu lên cái gù tướng này sao ra máy được ha. Tầm 40 nên bắt luôn cho anh em coi. Khủng long luôn ha, tướng bự chà bá ha. Để đi, bán ra máy luôn. 250 ha. Lem ha. 120 39 140 250. 141 250 luôn. Này. Tầm 42 cũng là máy luôn. Bán ra máy nha. À, tống máy hình xưa anh em muốn về thả vi đại gì ấy, 442 ha. Rồi. Rồi, 143 500 luôn. Con này là con mái rất trứng rồi nè. Tướng rất bự ha. Con này thì bán giá mái luôn. 143 ha. 147. Con này rất trứng rồi nè. Con này rất trứng. Con vân hoa đỏ rất trứng ha. Con kem trong thì chưa ha. Cũng 500 hai con luôn. 148. Con này con kem ha, con trong là con hoa đỏ ha, hai con cũng máy luôn, nghi máy nha. Đây rất trứng rồi không? Rồi, đây hai con hoa đỏ luôn ha. Tướng nhỏ xíu ha, 150 nha. 149. Rồi, đó. Máy luôn, con này thì rất trứng nuôi con à. Cũng 250 luôn. Có một số con thì nó cũng cua cua móng sơ sơ chứ không ảnh hưởng gì nhiều ha. Giới thiệu lại ha. Hai con này 138 này, 139. Ba con, 140 là 4 con. 141 là 5 con. 142 là 6 con. 143 là 7 con. 6 với 2 là 8. 147 2 nữa là 10. 148. 148 2 nữa là 12. Rồi, 149 là một con, 50, 13. Rồi, 150 nữa là 15. Rồi, 15 con thì anh em nào lấy hết 15 con này thì em chỉ tính là giá chỉ có 2 triệu rưỡi thôi ha. Đó, 2 triệu rưỡi cho 15 con ha. Thì đa số là toàn bộ khả năng nghi mái, thì lấy giá này anh em nào muốn về thả AV hay nuôi ấy thì em bán sâu cái luôn, em lấy chuồng em làm việc khác ha. Em lên nuôi chim khác. Chim trong AV cũng còn khá nhiều nhưng mà để đây thì nó cũng ăn cám lúa rồi, mốt bán câu 250, bán con 300 ngàn cũng đâu đó ha. Nó cũng không có giải quyết vấn đề, nhưng mà muốn nhanh gọn lẹ thì để giá siêu mềm cho anh em luôn, 25 con, 15 con 2 triệu rưỡi, còn tiền xe anh em tự chịu ha.
Rồi, chúc anh em buổi chiều thật vui vẻ nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye.